rộng eo á. Béo thật rồi. Sự thật cứ thế diễn ra nhẹ nhàng và được chóng váng trở vì sự cái đầu đông lần mò thêm từng ngày. Cái gì? Thì thôi luôn. Anh đã từng cố được ra mắt bao bì sản phẩm mới làm hoàn toàn từ nhựa tái tính. Từ nắp và nhãn chai là nỗ lực của Coca-Cola trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu bình thường giới không rác thải. Việc mang đến sáng kiến bao bì mới làm từ 100% lượng PET tái chế dành cho các sản phẩm của thương hiệu Coca-Cola chính là một bước tiến quan trọng. Dành cho các sản phẩm thương hiệu vô vàn lĩnh quan trọng, chúng tôi cho nỗ lực xây dựng nền kinh tế tuần hoàn cho bao bì nhựa tại Việt Nam, giúp những chai nhựa đã qua sử dụng được trở lại thành chai mới. Sáng kiến này mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam một lựa chọn gấp đôi lợi ích, sự tiện lợi và bền vững. Người tiêu dùng toàn quốc giờ đây có thể thưởng thức hương vị sảng khoái quen thuộc của Coca-Cola trong một bao bì bền vững hơn. Đây là một bước tiến mới của chúng tôi hướng đến mục tiêu về một thế giới không rác thải. Thông qua cách tiếp cận đối với vòng đời bao bì sản phẩm, từ thiết kế bao bì đến các giải pháp thu gom và tái chế chai phù hợp với khả năng tái chế của địa phương. Chắc chắn trong thời gian sắp tới thì Coca-Cola sẽ tiếp tục huy động nguồn lực cũng như là thế mạnh của mình để phát huy chương trình. Cái gì? Anh đã từng hát hát nhạc luôn biết này. Anh ơi, em có bài chưa? Tò mò về cái nấm thay đầu tiên của em sẽ là một tò mò mọi thứ là một đồ. Với hạng mục thiết kế, chúng tôi đặt mục tiêu đến năm 2025 thì 100% bao bì của Coca-Cola trên toàn cầu có thể tái chế.
và công ty sẽ sử dụng ít nhất 50% nguyên liệu tái chế trong bao bì sản phẩm đến năm 2030. Riêng với hạng mục thu gom, tham vọng của chúng tôi là thu gom và tái chế tương đương 100% lượng bao bì bán ra trên toàn cầu và thế giới năm 2030. Là một doanh nghiệp thì chúng tôi hoàn toàn hiểu rõ một tương lai phát triển. Em hiểu vì sao em béo sưng to. Nhà mày không tao hát hay cái này không mà diva kiểu kiểu diva chứ còn gì nữa là rõ cái gì. Trong Spotify rồi dụng bắt cài rồi. Cái gọi đường dễ gửi anh sợ đấy. À, bình thường á. Bomber nó phải thế. Này nhìn này. Dụng ra rồi. Là một doanh nghiệp chúng tôi hoàn toàn hiểu rõ tương lai phát triển bền vững đòi hỏi sự chung tay của mọi thành phần trong xã hội. Chúng tôi tin tưởng vào việc hợp tác với chính phủ, ban hành và các tổ chức dân sự để cùng nhau tìm ra những giải pháp bền vững và khả thi nhằm giải quyết vấn đề rác thải nhựa nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung. Vì vậy, trong tương lai gần thì Coca-Cola sẽ tăng cường các mối quan hệ hợp tác đa phương, đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào các hoạt động thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Quy tụ diễn giả nổi tiếng dành ngành dược và mắt con đạt bay ra mắt sản phẩm mới. Hả? 3:15 Nguyễn Thị Thùy Trang ạ. Mua gì đâu Nguyễn Thị Trang. Vì vậy mới đi tìm xe. Đó lẹ đi nào, liên tục đi tìm xe. Hủy diệt lên âm nhạc. Ai? Còn ai nữa? Nghe hát ngang phải phè ấy. Mắt vẫn chưa chắc lên. Thôi còn mỗi một tí mà. Mang lên đổ nốt. Hả? Còn vẫn còn
Không xong nhiều không? Đấy, ô thế đổ lên nãy nào, thế trong túi cho còn mỗi một tí thôi, đổ đổ hết ra thì, đổ hết ra thì còn mỗi một mẻ thôi mà, thì ra thì đổ luôn ra, thế trong đấy hôm trước còn mỗi một tí, đủ một mẻ thôi. Một núi rồi, 2 ngày đấy. Là tờ báo của chị. Yeah. Vừa đi học. Học xong rồi là vứt ra. Toàn núi, một núi. Hôm qua thấy ít ít mà thôi. Để ra sau. Để dài một. Không đủ mới đúng quần áo này. Này. Ồ, trong đấy còn đầy mà. Còn Đổ hết rồi. Còn trong kia còn một mẻ thôi thôi. Gần hết xà phòng, gần hết bột giặt rồi. Lại phải thêm tiền. Em giặt lắm đấy. Chẳng cần dù sao gấp là cái bài gì ấy. Cùi bắp chết. Đấy là bài Tiểu Diva. Thì đang bảo chị cùi bắp ấy. Em cứ thừa vào đấy. Tết Tết cắm hoa. Giàu sang cắm hoa. Xuân không về. Cái gì? Cái gì? Cứ lấy đi. Tết lại con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đây nhé chị. Thế rồi vậy là gần hết lâu. Một là thật sao? Không. Chưa thấy bà nào đi cắt môi cho bà cả. Đáng chừng là bao nhiêu là người ta làm biết đường chứ. Vãi lòn, 100 triệu là sửa được mẹ ở cái mặt rồi bà. Con muốn đi bơm môi đéo có tiền này. Thôi mẹ, mẹ đầu thai mẹ, thay đầu đi chứ, tính ra là sửa mẹ cả các mặt rồi. Thế cho tiền đi bơm môi đi, cho tiền đi bơm môi đi, bơm môi cơ, muốn đi bơm môi. Con môi thì chắc là kiểu xinh lắm. Ơ cái gương đâu nhỉ? Ơ cái gương ở đây đâu? Bây giờ em bơm môi rất là xinh lắm. Đeo làm gì sợ tụt à? Quá chưa? Thật sự. Đó. Để em nghe nào. Đâu cái trả đâu mày.
Nhất tâm đấy. Uầy, cậu chiều hết nấc. Sao gái yêu của cậu. Thế á, thế mày đi đâu? Ô vãi. Cả hai máy. Vãi lúa luôn. Em báo. Máy nó nhập tràn. Rồi báo thủ luôn đấy. Đéo nhà nào, đéo phòng nào đến cái phòng này luôn. Hai ngày mà hôm qua thấy ít ít. Hôm nay thì chắc là ăn lúa luôn. Được vào luôn. Nhà ở nhà luôn. Tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Không về thì con ở đâu? Về đây nhé. Vãi. Đang chuẩn bị đón hoàng hôn rồi. Đừng lo và chờ con nhé. Mới con hiểu Tết với mẹ là chỉ muốn thấy con được. Đã bảo mà. Thế hồi trước mua. Cậu đã đến đâu mà xuống? Bây giờ mà được bơm môi nữa là thì quá tuyệt. Sẽ là tuyệt vời luôn. Muốn thấy con được quay trở về. Hai máy phun luôn. Bảo phòng hai phòng thông minh. Nhầm chưa để dành. Nhầm để dành nhầm chứa có sao. Với con hiểu Tết với mẹ là khi muốn thấy con được quay trở về. Mẹ mẹ bảo thế thì mày phải hát Tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đéo lắm.
về nghỉ mấy ngày, không về cả tuần, lắm thế, không học à? Mẹ đừng lo và chờ con nhé. Hát hay quá. Năm qua con đã làm Hơn 2 năm qua, thị trường chăm sóc sức khỏe nói chung và ngành dược nói riêng đã chứng kiến nhiều thay đổi đáng kể trong hành vi của người tiêu dùng. Đặc biệt là đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi hành trình mua hàng trong ngành dược với sự xuất hiện của nhiều điểm chạm trên nền tảng công nghệ số thay thế cho những kênh truyền thống trước đây. Bên cạnh đó thì vai trò của mỗi điểm chạm cũng dần hoán đổi khi mà truyền hình dần thấy hơn YouTube và TikTok ngày càng trở nên phổ biến hơn. Vì thế, nếu mà doanh nghiệp được đổ ngân sách lớn cho marketing nhưng vẫn duy trì cách làm cũ, không bắt kịp sự thay đổi trong hành trình khác, trong hành trình khách hàng để tạo ra những trải nghiệm liền mạch, thì họ có thể chạm được khách hàng và vẫn loay hoay với những bài toán tăng trưởng doanh số. Tiếp nghe rồi, bây giờ là sao? Về để dính cái mắc cài để lại đây. Tính cách đi. Đấy, 3 rưỡi rồi sao? Vì thế, nếu doanh nghiệp được đủ ngân sách lớn cho marketing nhưng vẫn duy trì cách làm cũ, không bắt kịp sự thay đổi trong hành trình khách hàng để tạo ra những trải nghiệm liền mạch, thì họ có thể chạm được khách hàng mà vẫn xoay quanh với bài toán tăng trưởng doanh số. Do đó, để thành công trong lĩnh vực dược phẩm, bên cạnh tập trung vào chất lượng sản phẩm, các nhà quản lý cần chú trọng nhiều hơn về cảm nhận của khách hàng đối với các dịch vụ xung quanh sản phẩm, xây dựng trải nghiệm hành trình khách hàng hiệu quả để phát triển khách hàng trung thành. Hành trình này thì bao gồm tất cả điểm tiếp xúc mà khách hàng sẽ trải qua, các tương tác chính, trình tự và vai trò của từng kênh cũng như là các thông điệp truyền tải, và hành trình mua hàng với những đặc thù riêng cùng những điểm mạnh, điểm chạm tới xuất hiện sau đại dịch sẽ được vẽ lại qua những góc nhìn, trải nghiệm của những diễn giả dày dặn kinh nghiệm trong ngành dược trên sân khấu PMAS. Với chủ đề ngành dược đổi mới, sáng tạo tối ưu điểm chạm của khách hàng, thì chúng ta sẽ có những cái tên này không có. Nhớ gọi điện thoại cho. Điều đã giản đơn lắm đó là khi trưởng thành rồi bạn có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt. Là ok,
có thể chỉ kéo dài 1 phút, nhưng chỉ cần biết con ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ thì bố mẹ cũng đủ phúc. Giản đông đúc cùng vất vả đi làm, sau đó nướng đặt nhà một con cho ngon, xin cho thành phố nó sống tốt không. Ông cũng nghỉ, không nghỉ một ngày, bố tiết kiệm được rất nhiều tiền, nhưng mà chưa có lúc nào tôi thấy ông có đủ đôi dép sơn cũ của mình. Hôm 7 giờ tối rồi. Thôi sức ăn trước mắt. Đến gì thế này? Chuẩn chưa? Em chịu. Chúng ta lại không thể. Mắt mới lên dép. Và hành trình mua hàng với những đặc thù riêng của những điểm chạm mới xuất hiện sau đại dịch sẽ được vẽ lại qua những góc nhìn, trải nghiệm của những diễn giả dày dặn kinh nghiệm trong ngành dược trên sân khấu với chủ đề là ngành dược đổi mới sáng tạo với ưu điểm chạm của khách hàng. Điểm khác biệt của Vinmart năm nay là ngoài các diễn giả đang đứng giữ vị trí quản lý cấp cao tại các tập đoàn, công ty dược phẩm lớn, còn có sự tham gia của diễn giả đến từ các nền tảng công nghệ, trong đó có cả diễn giả nước ngoài đến từ các nền tảng quảng cáo của Mỹ. Ông Nguyễn Thành Danh, Global Manager P2 của Healthcare Việt Nam, chia sẻ là với hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing và quản lý kinh doanh, ông Nguyễn Thành Danh từng nắm giữ các vị trí quan trọng tại nhiều tập đoàn dược phẩm đa quốc gia như là marketing, business. Ngoài ra, ông còn là nhà tư vấn đào tạo cho những doanh nghiệp lớn trong ngành dược như là Dược Hậu Giang, Trafaco hay là iMed Farm. Bà Đào Thúy Hà có hơn 26 năm gắn bó và từng nắm giữ nhiều công vị quan trọng tại Trafaco. Bà là người trực tiếp dẫn dắt các chiến dịch truyền thông cho Vovanic. Nhắc đến VP Max không thể không nhắc đến bà Lê Phương Dung, người sáng lập, đồng thời đảm nhận vai trò trưởng ban tổ chức nhiều năm qua, với hơn 16 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dược và từng nắm giữ nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các công ty lớn như là Pharma và tư vấn chiến lược cho các doanh nghiệp trong ngành như là Pharma, Sữa Non, Natureway. Tết này về không con, Tết này con sẽ về, sau lòng con cũng sẽ về.
Sau khi gọi vốn lần 2, Đạt Bay đã ra mắt sản phẩm mới. Công nhận là đầu của người chúng ta là sâu hơn là chúng ta mà bắt đầu cái kia vậy. Cũng học guitar tham gia đội bộ thôi mọi người. Đêm thứ hai gia đình tôi không thuộc về gia đình tôi học với gia đình nó bỏ số có mấy tháng. Mẫu Way là phiên bản mới nhất của Đạt Bay với công suất động cơ tối đa là 7.000W. Điều này giúp xe sạc 100 km đầu tiên trong 1 giờ và 3 giờ cho quãng đường 200 km. Giá bán đề xuất của Way là 65,9 triệu đồng đã bao gồm thêm một thêm phí VAT. Đạt Bay Way về. Trời ơi. Tết này về thăm con, tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Giải đất ở đời là người nào cũng là người sống. Câu hỏi vừa rồi đó. Trong suốt cuộc trò chuyện gần 2 tiếng với chị Nguyễn Nguyễn, đó là một trong những câu nói khiến tôi ấn tượng với chị nhất. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng nhờ câu nói đó cùng tiếng cười lớn của chị, tôi biết tôi vừa có may mắn gặp một người rất say mê công việc của mình. Không lạ gì nếu chị có quên đi giữ chừng về tình giải thích và chi tiết cho tôi với khối kiến thức trải qua nhiều lĩnh vực. Ông Dương Nguyễn tốt nghiệp chuyên ngành ngữ văn báo chí vào năm 2006 và bắt đầu sự nghiệp với công việc viết lách. Nhưng không lâu sau chị chọn thêm chuyên sâu về điện ảnh tại Mỹ và Hàn Quốc, hai phim thể nghiệm Ngủ trong thành phố và Ánh sáng sau sự sống của chị từng được chọn trình chiếu tại nhiều quốc gia. Kể từ năm 2017 đến nước Nguyễn mở rộng thực hành nghệ thuật theo hướng đa phương tiện. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, chị dành phần lớn thời gian để làm các dự án về bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững. Trong lần gặp gỡ sau khi cuộc triển lãm dịch chuyển của chị vừa kết thúc, chúng tôi trò chuyện về lựa chọn thay đổi công việc của chị, một điều dường như cũng đang diễn ra nhiều hơn trong giới trẻ. Nói là nhiều nghề vậy thôi, chứ với mình chính xác nhất chỉ có một nghề. Mình gọi đó là nghề cảm nhận, tức là mình tiếp nhận cảm giác với mọi vật, mọi việc xung quanh, sau đó truyền tải chúng ra bên ngoài bằng một hình thức biểu đạt gần nhất mà mình có được tại thời điểm đó. Bây giờ thì mọi người gọi mình là nghệ sĩ đa phương tiện,
Nghe từ ngữ có vẻ rộn ràng nhưng mà mình nhưng với mình nó cũng chỉ là một cách gọi. Nghệ sĩ cũng phải kiếm tiền như bao nghề, hay nói cách khác, nghề nào cũng là người sáng tạo, ai cũng phải tạo ra một thứ gì đó để cho đời sống. Tôi là bartender đi mình nào. Tức là ba giờ 44. Nhưng mà ở nhà tao mẹ tao thì ít thể hiện hơn nhé. Bố thôi. Bố con gái dễ hơn. Gì ở má gì vậy má, ít nhưng chất lượng.
có phải anh trong lòng tôi rất là muốn sắp phải vấn đề với nó vậy? Mà đúng là bọn em gọi là ai cũng phải tạo ra một bình chọn làm nghệ sĩ lúc này vì đã có nhiều điều kiện hơn. Điều kiện ở đây không hẳn là về tài chính, mà là điều kiện về kỹ năng. Hiện tại mình có thể chuyển tiếp giữa các hình thức biểu đạt như là làm phim, làm tranh, làm nhạc. Nói tóm lại, mình không làm nhiều nghề, mình chỉ làm nhiều việc liên quan đến nghệ thuật cùng một lúc thôi. Đúng là mình thường xuyên thấy cảm hứng từ môi trường ở cả nghĩa hẹp lẫn tự nhiên, hay hiểu rộng ra là tất cả yếu tố xung quanh. Mình luôn đặt nó trong một tương quan với các yếu tố thời đại khác như là văn hóa, xã hội. Có khi hình ảnh của môi trường rất trực diện, khi có khi lớp đó có nắm bắt, còn việc đi cùng với nó có cần đến kiên trì không thì câu trả lời là có. Không phải vì yêu cầu đặc trưng của ngành nghề mà vì với mình, sự lựa chọn nào muốn được ghi nhận cũng đều được trả giá bằng công sức và sự nhất quán. Các bạn đang chỉ luôn có không được. Và khoảng thời gian còn làm báo, mình có đối tượng độc giả rõ ràng nên phải thu thập thông tin và chuẩn. Đến thời làm phim thì mình còn trẻ chưa có kinh nghiệm nhiều nên thường cố gồng mình sắp đặt chi tiết để sản phẩm mới thì có vẻ đít đít. Nhưng hiện tại từ trừ khi có đơn đặt hàng từ bên khác, thường là các tổ chức hoạt động về môi trường, mình gần như không làm việc với thông điệp nữa. Khi làm nghệ sĩ, mình sáng tác dựa vào căn tính cá nhân, những thứ mà đôi khi không cần có nghĩa mà chỉ đơn thuần là cảm giác. Cảm hứng từ về sự dịch chuyển trong cuộc sống không đồng đáng người ta nói chuyện tranh dịch chuyển. Buồn ngủ quá. Thế rồi ngáp lại ngáp 4.500 rồi. Vậy tiêu chuẩn cho sáng tác của chị là nhiều thứ khiến mình vướng sự cần như đã nói ở trên là về cái cảm giác, nhưng cảm giác này không nảy sinh theo kiểu thức. Các đề tài sáng tác của mình đều được bắt đầu bằng con đường nghiên cứu lý thuyết. Mỗi tổ hợp tác phẩm hay nói cách khác là mỗi nhóm tác phẩm trong thời kỳ đều được tổ chức thực hiện dưới dạng một dự án có deadline, có quy trình chặt chẽ. Chẳng hạn tác phẩm trong dự án lịch sử, mình đã dành khoảng 10 năm trời sống ở nhiều nơi trên thế giới và làm được các ngành nghề để những gì mình cảm nhận, quan sát thấm vào người. Cuối cùng thì chúng được thể hiện trên tác phẩm cách tự nhiên, nhưng không điều khiển cảm xúc của mình cũng như là thiết kế cảm xúc của khán giả. Nếu nói một cách hình tượng thì nếu mình nấu ra một bát phở thì không có quan trọng người nhận bát phở có cảm nhận là bát phở đấy. Với mình quan trọng hơn là khả năng mình có cảm giác với sản phẩm mình tạo ra là được. Nếu mình là có nhau, còn nhiều hơn một chiếc ô, nó cũng như một khiến lòng đường.
hồi thì cũng vậy đúng. Khó lắm, có khó đây với một người dẫu cho nhiều gì nhỉ. Vâng. Vâng. Đảm bảo. Đây để con xem. Vâng, thấy được không ạ? Rồi ạ, rồi ạ. Được rồi ạ.
Mãi đã 4 giờ rồi sao? Có thể trong tương lai mình sẽ gay gắt về một đề tài nào đó khi mà mình đối thoại sâu với khán giả. Nhưng mà ở hiện tại, mình chọn im lặng để cho tác phẩm có tiếng nói riêng của nó. Câu trả lời sẽ thay đổi tùy từng vào tác phẩm, tùy hình thức biểu hiện. Nếu là phim, mình khá chặt chẽ về cấu trúc, sau đó mới có những khoảng mình phá vỡ đi dành cho sáng tạo cá nhân trong sự đảm bảo trục. Bản thân mình thích sự chặt chẽ, gọn gàng, sự hài hòa có kiểm soát. Kể cả làm phim thử nghiệm, mình thì như không có cấu trúc gì, nhưng mà kỳ thực cấu trúc phim còn phức tạp hơn nhiều. Đối với các tác phẩm xé giá thì mình có cấu trúc tổng thể, dành bao nhiêu phần cho tác phẩm hiện thực và bao nhiêu cho tác phẩm trừu tượng, ấn tượng, siêu thực, đồng thời chừa cho mình khoảng không gian sáng tạo, bỏ qua tất cả những concept, cấu trúc. Hơn hết, mình thích là một nghệ sĩ có ý định sáng tạo hơn là để chui theo hình thức và ý niệm. Gần lắm. Nhìn men đọc môi hồng cho mình và cân chung của vui. Đối với hình như là chị ngồi có nhiều nguyên tắc làm việc. Mình có kha khá nguyên tắc thứ nhất, chất liệu và sáng tác thường là chất liệu tái chế. Mình thích làm việc độc lập và cũng vì không muốn có mình tài chính quá mạnh nên không muốn đầu tư vào chất liệu quá nhiều. Thứ hai, việc sáng tác luôn đi kèm với dự án đào tạo. Nếu là dự án cộng đồng, mình làm việc với người trẻ và hướng dẫn cho các bạn miễn phí. Nếu là dự án cá nhân không có quỹ tài chính nhiều, mình vẫn phải trả lương cho các bạn và về dẫn và chỉ dẫn rõ ràng. Thứ ba, có kỷ luật làm việc như đi lính. Các dự án luôn có thời hạn rõ ràng, không được phụ thuộc vào bất kỳ chất kích thích nào để tạo cảm hứng sáng tác, phải tỉnh táo 100%. Mình không đi theo hình ảnh nghệ sĩ tóc tai rũ rượi bí ẩn gì cả. Mình thích sự kỷ luật trong sáng tạo. Với mình, sáng tạo là lao động và là lao động thực sự như những ngành hành nghề người nghề khác, và để khán giả hay người sở hữu tác phẩm có thể nhìn thấy được tín hiệu của sự đầu tư, dù là thời gian thực hành hay chiều sâu tư duy.
Đó là giá trị mình muốn hướng tới. Là nghệ sĩ không phải vì có kiến thức xã hội mà cao siêu. Nếu ai có lời khen mình nghệ sĩ thì mình cũng phải nhìn nhận nó một cách hết sức công bằng. Mình không là người đặc biệt, mình không phải là một tác phẩm. Cái mình làm ra đặc biệt mới là thứ quan trọng nhất. Hôm đó mình vẫn vui sướng khi nhận được lời khen chứ. Có chiều sâu, nghiên cứu. Đang có cái xe đi buổi chiều thôi, cũng không biết được tối có ăn ở nhà không. Đi chơi với cậu chắc là đến tầm chiều tối về thôi, hoặc là cậu cho đi ăn nữa thì thôi, không biết được. Cậu bên nhà mẹ, nhưng mà cậu cậu họ cậu thế cậu sinh năm 96 97. Em má đỏ môi hồng cho anh bực tóc anh trong hoa nắng chưa phai nước da đường màu son còn thắm má hồng chưa phai thế em như hoa nhạt màu anh quen khi ta có nhau cô tận ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình sương rơi trên cánh lụa hay nước mắt em ngóng trông mong tình sẽ đến một lần bên em đi thôi nhớ mong cánh hoa tàn. Ê, ai cũng bị lệch mặt đúng không, ai cũng hầu như cũng bị lệch mặt đúng không, hầu như ai cũng bị lệch mặt đấy. Trời ơi. Nhân thấy mặt lệch quá.
Mẹ nói thương anh đi, để cho con tim mẹ được vắng trong khao gầy. Em bên anh đi, để cho tim tròn vẹn trong mẹ. Để con tim mẹ được sau cái hôm đơn nhớ. Chửi lắm. Trái tim anh quan tâm em luôn là anh, xóm bên này